chị Ngáo Xinh để đi chơi nhá. Ok. Mẹ con mình bây giờ đi chơi nhá. Nhá. Mẹ con mình đi đón ông ngoại nhá. Mẹ ơi, sao mẹ không thay áo? Mẹ thay áo rồi. Sao cái áo đen gì thế? Áo đen thì hợp với túi màu đen này. Kitty lấy cho mẹ cái túi nào. Nào, Kitty đeo túi nha. Ok. Quá chính chưa. Yeah. Ngoan quá. Yeah. Úi giời ơi. Quả này trước nữa đi gặp Ngưu Lang mà Lưu Lang nhìn thế này là ngất luôn. Thôi, đừng có trêu nữa. Nhưng mà bà đẹp thật mà bà. Lại còn được cả cháu nữa. Mẹ của bà đây ạ. Mẹ xong chưa ạ? Cả nhà mình đi thôi. Ba xin đẹp bác có chồng ba. Thì cả nhà mình đều đẹp. Làm kiểu ảnh selfie cho nó nóng sốt. Nào đứng gần vào đây. Chỗ này ánh sáng đẹp này. Nào đứng gần vào đấy. Ngại cái gì mà lại ngại vào đây đấy. Nào thả tim. Quan trinh yêu nào. Đây rồi. 1, 2, 3 nào. Xin chào cán bộ. Ông chào cháu. Bố vẫn mơ được nghe tiếng gọi ông này đấy. Và bố cũng mơ là con gái của bố sau này trở thành người mẹ. Một người mẹ con ạ. Không sao với mẹ nữa. Lan. Tốt rồi. Như thế này là tốt rồi. Còn đây là An Chi hả? Vâng ạ. Đây là Chi mà con vẫn hay kể với bố đấy ạ. Cháu chào ông ạ. Chào cháu. Ông nghe kể là ở nhà có cháu vui hơn hẳn đấy. Tốt lắm. Sau này cứ phát huy thế nhá. Cả nhà mình về đi ạ. Đi thôi ạ. Đi thôi, Kitty ơi. Đi thôi. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống.
lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Cô cũng hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ cô thấy hai đứa chỉ thân nhau thôi. Đừng căng thẳng. Cô không phải là bà mẹ cổ hủ mà cho rằng con trai mình là vàng là bạc, mà không đồng ý này nọ. Và cô cũng nói thật, cô biết là cháu đã qua một lần ly hôn, nhưng không phải vì thế mà cô gây áp lực cho cháu. Cháu chơi thân với Nam cũng biết bố của Nam cũng là người chồng thứ hai của cô. Cho nên cô sẽ không lấy những cái điều người ta đã từng đánh giá về cô để đánh giá cháu. À, mà cô cũng xin lỗi. Cô đã tự ý liên hệ với chồng cũ của cháu để hỏi một vài thứ. Wow. Mời Kitty ơi này. Hôm nay bố con cứ ngắm ảnh Kitty mãi. Đến lúc bố con về, chắc là Kitty biết chào ông rồi. Mà cũng ghê gớm phết rồi đấy mẹ. Hôm nay con đi ra ngoài, nhờ cô Tuyết trông một tí. Thế mà lúc con về á, hờn không thèm nhìn con luôn. Ừ. Con cứ lấy ảnh cũ ra mà xem. Hai mẹ con y hệt nhau. Đấy, biết chuyện rồi đấy. Hà này. Dạ. Hôm nay đi thăm bố con về, mẹ lại nghĩ có khi con nên gặp thằng Nghĩa một lần. Có những thứ không nên né tránh. Cái gì cần phải rành mạch thì rành mạch một lần cho xong, để rồi còn đàng hoàng mà tiến lên phía trước. Tôi sẽ không để những chà đạp mà anh gây ra làm tổn thương tôi thêm nữa. Tôi sẽ cố gắng để sống thật mạnh mẽ. Và việc đầu tiên trong hành trình sống mạnh mẽ là tôi sẽ tha thứ cho anh. Dù có thể anh không cần sự tha thứ, không quan trọng. Dù anh vẫn còn những oán hận, không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, từ việc tôi và gia đình tôi, mọi ân oán sẽ chấm dứt từ đây.